Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức xét tuyển sớm. Trong đó, xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông là một trong các phương thức được nhiều thí sinh lựa chọn để tăng cơ hội trúng tuyển vào trường và ngành học mà mình yêu thích. Lo ngại việc học bằng hình thức trực tuyến trong suốt năm học lớp 11 sẽ không đạt hiệu quả như kỳ vọng và ảnh hưởng phần nào đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nên em Minh Luân lựa chọn đăng ký xét tuyển bằng học bạ vào trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh với 3 ngành là tự động hóa, cơ điện tử và cơ khí. Phương thức thi tốt nghiệp thì nó có thể gây áp lực cho bọn em rất nhiều. Học bạ của em điểm thì nó cũng ổn, nên việc mà xét tuyển bằng học bạ sẽ tạo cho em một tâm lý thoải mái hơn. Cái việc xét học bạ mà sớm thì sẽ có cái cơ hội trúng tuyển cao, với lại cái sẽ có cơ hội để trúng học bổng. Điểm đáng chú ý là năm nay các trường đại học dành khá nhiều chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng học bạ. Chúng tôi áp dụng là 4 phương thức tuyển sinh. Phương thức xét tuyển theo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì dành khoảng là 40%. Xét tuyển theo đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi sẽ dành là khoảng 5%. Còn lại là 55% sẽ phân bổ cho hai phương thức xét tuyển học bạ. Còn trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh hơn 5.000 chỉ tiêu cho 36 ngành đào tạo. Nhà trường xét tuyển bằng 4 phương thức, trong đó phương thức xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông chiếm từ 30 đến 40% chỉ tiêu. Phương thức mà xét tuyển bằng học bạ thì nhà trường sẽ ràng buộc với các cái quy định, đó là cái tổng điểm của 3 môn tạo thành tổ hợp xét tuyển là phải từ 18 trở lên, xét tuyển cho 5 học kỳ. Còn riêng đối với hai phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận thì những thí sinh tự do tốt nghiệp năm 2021 và 2022 thì trẻ xét bằng tổng điểm 3 môn của 6 học kỳ. Kính thưa quý vị, bên cạnh việc nhận hồ sơ trực tiếp tại trường thì năm nay các trường đại học còn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện cho các bạn thí sinh có thể đăng ký xét tuyển học bạ bằng hình thức trực tuyến. Điều này thì sẽ giúp các bạn thí sinh thuận lợi hơn, nhất là các bạn ở vùng sâu, vùng xa. Năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo không ban hành quy chế tuyển sinh mới, vẫn áp dụng quy chế và quy trình giống năm 2022. Theo quy chế, các cơ sở giáo dục đại học được quyền tổ chức xét tuyển sớm. Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin cho thí sinh khi xét tuyển xong chỉ là tạm thời hoặc trúng tuyển có điều kiện. Kết quả trúng tuyển chỉ được công nhận chính thức sau khi thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông.